Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn và trong video ngày hôm nay chia sẻ với các bạn một cái biệt thự 2 tầng xây dựng theo phong cách hiện đại các bạn nhé. Và tất cả không gian đều phun ánh sáng bằng thiết kế lấy hoàn toàn ánh sáng tự nhiên. Không gian cửa là rất nhiều ô cửa sổ luôn các bạn nhé. Và sử dụng hệ nhôm Sifa cùng với các cái rèm lấy ánh sáng hoàn toàn tự nhiên phía ngoài công trình. Với kích thước của đất là một chiều, mặt tiền là 25m, chiều sâu nhà 20m và công trình được xây dựng cái diện tích mặt tiền nhà là 16m, chiều sâu nhà 10m. Và đây là cái khuôn viên cổng phía ngoài công trình. Thì các bạn cùng tôi quan sát toàn bộ không gian phía ngoài công trình trước, sau đó chúng ta sẽ đi vào bên trong khám phá cái không gian từng căn phòng bên trong. Cách bố trí phòng và chia công năng như nào thì các bạn cùng tôi sẽ khám phá trong video ngày hôm nay. Thì công trình được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2019 thì đến tháng 10 này đã bước vào giai đoạn sơn, và dịp cuối năm này thì rất nhiều công trình chúng ta bước vào hoàn thiện để sơn đón chuẩn bị hoàn thiện công trình nhà để đón Tết các bạn nhé. Thì đây là một cái công trình biệt thự thiết kế theo dạng hiện đại và lấy phun ánh sáng chủ đạo của công trình. Và hệ mái ngói công trình được sử dụng đó là ngói trắng men, trắng men nhé, mặt trước là trắng men, là mặt phía trên trắng men, còn mặt trong thì không trắng men, và bắt vít bằng hai vít. Và đây là cái phần hệ cổng của công trình. Thì cái cổng chia làm hai, một cổng chính cửa lớn để chúng ta đi ô tô, còn cửa phụ nhỏ đây thì các bạn sẽ sử dụng đi hàng ngày, chúng ta có thể đi xe máy, xe đạp. Có hai cái cổng chính và được thiết kế bằng hệ nhôm đúc các bạn nhé. Hệ cổng đã được đặt rồi, là bằng nhôm đúc. Các bạn nhìn cái hệ mái đã lợp xong về phần ngói các bạn nhé. Tí nữa tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái phần ngói trắng men thì các bạn nhìn rất là đẹp khi chúng ta quan sát cái hệ ngói trắng men này. Và xu thế thì chúng ta sử dụng cái căn biệt thự 2 tầng thiết kế theo kiểu hiện đại và cái mái nó thấp như này, cái hệ mái là mái Nhật các bạn nhé. Thì công trình hôm nay thì đang bước vào cái phần sơn lót lớp 2 rồi, lớp 1 và lớp 2. Và thẳng cổng vào đây là khu vực gara ô tô, có phần cửa cuốn ấy. Đấy, phần đấy sẽ sử dụng gara ô tô. Và chúng ta sẽ bước đây thì chúng ta sẽ vào khu vực phòng khách. Đây cái phần ngói trắng men tôi chia sẻ với các bạn đây, ngói sứ đây, trắng men này. Đấy các bạn, đấy mặt trước trắng men rất là bóng, mặt vít. Đấy các bạn nhé. Đấy bên phần phía đằng sau này thì không trắng men nhé các bạn nhé. Thì ngói này ngói bắt vít. Loại ngói này thì các bạn là 27.000 một viên các bạn nhé, 27.000 một viên. Đấy, trắng men. Thì với cái ưu điểm của ngói trắng men này thì sẽ không có rêu mốc các bạn nhé. Thì bụi hoặc là sau mỗi cơn mưa thì các bạn sẽ hết không có phần bụi bẩn bám lên cho các bạn. Và bây giờ các bạn tiếp tục chúng ta sẽ quan sát cái phần tiếp theo của video. Thì tôi sẽ review hết phần phía ngoài. Thì công trình đang trong giai đoạn sơn. Phía bên trong thì đang sơn màu vàng lông gà con các bạn nhé. Phía bên ngoài thì sơn lót màu trắng trước. Và công trình phía ngoài sẽ là sơn bằng màu trắng sứ các bạn nhé. Đấy, thể hiện cái sự sang trọng của các căn biệt thự. Thì các bạn giờ thấy những cái căn biệt thự đẹp của Vingroup thì đa số là sơn màu trắng sứ, nhìn rất là đẹp để tạo ra cái không gian nó nhẹ nhàng. Thì các bạn có thể phân biệt giữa cái công trình có thiết kế và công trình không thiết kế bằng cái màu sơn. Nếu như công trình mà có thiết kế thì các bạn quan sát cái màu sơn bao giờ cũng là màu tông lạnh là nhiều hơn. Còn những công trình không thiết kế ở các vùng quê ấy, đa số là chúng ta sơn những cam màu nóng, màu vàng, màu cam rất là nóng. Đấy, thì với những căn biệt thự thiết kế các bạn thấy cái màu trắng này, chúng ta trắng sứ chúng ta sẽ đặt ở giữa một không gian xung quanh các màu sắc tương phản của ngôi nhà của các bạn, nó rất là nổi bật và nó đẹp về cái hình khối. Thì không gian của gia chủ đang có sẵn các vị trí ô để trồng cây, cái khuôn viên và lát gạch thì được bằng loại gạch kích thước là 80-80 và
vân đá các bạn nhé, chống trơn trượt ở cái phần gạch lát nền này. Ở cái vị trí này thì các bạn là đi cái hành lang này thì chúng ta sẽ ra vào cái khu vực bếp, cái chỗ khu vực để xe máy đấy, chúng ta có thể bước 5 bậc đấy chúng ta sẽ vào khu vực bếp. Và cái phía trên thì đua từ tầng 1 đua ra đấy, sau đó chúng ta sẽ lợp mái ngói. Thì công trình thiết kế theo kiểu hiện đại biệt thự 2 tầng, thiết kế theo kiểu hiện đại và mái theo cái kiến trúc mái Nhật thì nó sẽ thấp hơn so với mái Thái và ít mái hơn các bạn nhé. Thì với những cái kiến trúc như này thì đang được ưa chuộng rất là nhiều, chúng ta không cần đắp hoa văn cầu kỳ, và cái xu hướng này thì cũng sẽ là rất là phát triển trong năm 2020, cái xu thế xây nhà biệt thự thiết kế theo dạng hiện đại và kết hợp với cái mái phần phía trên nó thấp hơn, gọi là mái Nhật đấy các bạn nhé. Thì giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong của công trình. Thì ở bên trong chủ đạo gam màu được sơn theo gam màu vàng lông gà non đấy các bạn nhé. Ở phía trên là cái hệ trần trang trí đèn luôn các bạn. Cái phần trần đấy được đổ bê tông luôn các bạn nhé, để có vị trí đối đèn. Ở đây thì các bạn quan sát ở tầng 1 thì công năng chúng ta đang vào khu vực phòng khách, và cái khu vực này là khu vực bếp luôn nhé. Đấy, có chỗ cửa nách đấy, đây khu vực bếp ở gần cầu thang này. Như là phòng khách kết hợp với không gian phòng bếp tạo ra một không gian mở rất là rộng. Khu vực phòng khách là 56m², rất là rộng rãi. Và dưới tầng 1 thì sẽ có, đây là khu vực phòng ngủ. Đấy, phòng ngủ, tất cả không gian phòng đều là full ánh sáng các bạn nhé. Những ô cửa sổ rất là lớn và rộng để cho các bạn có thể không cần phải bật điện trong quá trình sử dụng, lấy hết ánh sáng, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Đây là cái phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 cũng tương tự như vậy, có bao cửa sổ. Đây cái hành lang chúng ta đi vào khu vực vệ sinh chung dưới tầng 1. Cái khu vực vệ sinh và ánh sáng cũng lấy full ánh sáng luôn các bạn nhé. Thì không gian nhà biệt thự thiết kế theo dạng hiện đại này thì lấy ánh sáng vẫn là cái chủ đạo chính trong cái quá trình thiết kế. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ bước lên trên tầng trên, khám phá không gian tầng trên. Ở đầu tiên thì có phòng thờ với 3 phòng ngủ các bạn, và khu vực phòng sinh hoạt chung rất là rộng, tương tự như ở tới tầng dưới các bạn chú ý. Chúng ta sẽ cùng tôi lên trên khu vực tầng trên. Thì trong cuối tháng 10 năm 2019 này thì đội thợ sơn bắt đầu vào vụ rất là cập dập với những công trình xây dựng ở tháng 2. Thì cuối năm này thì bắt đầu chúng ta tiến hành là sơn là vừa rồi các bạn nhé. Thì khi các bạn sơn thì chúng ta cố gắng để cho công trình chúng ta được 2 tháng rưỡi, ít nhất là 1 tháng rưỡi đến 2 tháng rưỡi thì chúng ta hãng sơn để cho nó khô hẳn hoàn toàn thì chúng ta hãng sơn, để tránh trường hợp ẩn mốc của chân tường. Đây các bạn quan sát cái khu vực sinh hoạt chung ở trên tầng 2, và cái thẳng cái ô cửa đấy là khu vực phòng thờ các bạn nhé. Đây là bác thợ đang sơn ở khu vực phòng vệ sinh chung ở trên tầng. Không gian là lấy full ánh sáng luôn các bạn nhé, cửa sổ rất là nhiều, thoáng và sáng luôn. Đây là cái khu vực phòng thờ này, ô này có khu vực phòng thờ, phòng thờ của gia đình. Thì phía dưới là gara ô tô ấy các bạn nhé, phía dưới là gara ô tô ấy. Thì trên này là khu vực phòng thờ cũng full ánh sáng luôn. Thì các bạn nhìn với những căn biệt thự mà chúng ta thiết kế full ánh sáng rất là nhiều các cái ô cửa này thì các bạn sẽ thoáng. Đây là phòng ngủ master, phòng này thì cũng như phòng ngủ phía dưới nó lên trên và nó có ban công đua ra phía ngoài để chúng ta ngắm cảnh và không gian, các vị trí ô cửa sổ. Và đây là khu vực phòng vệ sinh ở trong phòng, khép kín luôn trong phòng, ở phòng ngủ master. Phòng này rất là rộng, 23m² các bạn nhé, rất là rộng rãi và thoáng, có một không gian ban công ra đây để chúng ta view ra ngoài phía đường, ra nhìn không gian mở các bạn. Tất cả các cái không gian phòng đều có không gian view mở rất là rộng rãi và thoáng. Tương tự như vậy phía bên kia chúng ta cũng quan sát, thì chúng ta tôi sẽ di chuyển bạn đến các phòng có view hết, tất cả các phòng đều có ban công view ra các bạn để chúng ta nhìn, và tất cả các ô cửa sổ thì lấy ánh sáng để các bạn có góc nhìn nhé.
Phần sơn thì các bạn chú ý là chúng ta phải sơn 4 lớp, 2 lớp lót và 2 lớp màu. Và chúng ta sơn nội thất và ngoại thất. Sơn ngoại thất thì bao giờ cũng đắt hơn để chúng ta chống bị phai màu, chống ẩm mốc. Còn nội thất thì rẻ hơn một chút. Nhưng các bạn chúng ta sử dụng những loại sơn cao cấp để chúng ta không phải chỉnh sửa lại nhiều lần. Ít ra thì chúng ta cứ sau 10 năm thì các bạn mới sơn lại. Đấy, sơn cao cấp. Còn cái loại sơn không phải loại cao cấp thì các bạn cứ sau 5 năm ta phải sơn lại rồi. Ở đây là cái không gian phòng ngủ thứ hai ở trên tầng 2. Phòng này thì cũng có cái ban công rất là rộng các bạn nhé. Đấy, cũng tương tự như phía bên kia. Đây cái ban công để ta view phía ngoài. Đó. Rất là rộng rãi và thoáng. Hai phòng, hai bên ở trên tầng 2 đều có cái không gian chung, đó là cái phần ban công để chúng ta view ra phía ngoài thì để đón những ánh nắng buổi sớm mai và những cái không gian yên tĩnh để chúng ta thư thái lấy lại năng lượng sau một ngày làm việc căng thẳng. Thì các bạn nghỉ ngơi trong một không gian phòng rộng rãi như này thì các bạn sẽ tràn đầy năng lượng để chúng ta làm việc. Với lối kiến trúc là thiết kế là full ánh sáng các bạn nhé. Tiếp tục thì các bạn có thể quan sát lên trên tầng phía trên. Ở tầng phía trên này thì các bạn trên nóc thì chúng ta sẽ nhìn được cái phần hệ kèo thép của công trình. Sử dụng phần kèo siêu nhẹ các bạn nhé. Đây, chúng ta bước lên trên này. Và trên này thì chúng ta sẽ sử dụng cái hệ kèo siêu nhẹ đó, các bạn nhìn chưa? Ở phía ngoài thì chúng ta nhìn là lợp bê tông hết nhưng bên trong là rỗng luôn nhá. Chúng ta sử dụng cái kèo định hình siêu nhẹ này và cái phần test nước các bạn đó ở bên trong này luôn. Chúng ta bước lên trên cái hệ mái. Thì các bạn sẽ quay trở lại xuống phía dưới. Ở dưới tầng 2 này thì chúng ta có 3 phòng ngủ các bạn nhé. Đấy, 2 phòng ngủ phía đằng sau và không gian sinh hoạt chung rất là rộng. Thì mời các bạn chúng ta sẽ quay trở lại xuống dưới tầng 1. Tầng 1 thì các bạn có 2 phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp. Khu gara ô tô. Đấy, khu vực phòng khách kết hợp phòng bếp này rất là rộng luôn các bạn. Thì bây giờ xu hướng là chúng ta sẽ khoe cái phòng bếp, vì trong phòng bếp của chúng ta bây giờ rất nhiều đồ cao cấp và không gian bếp là không sinh hoạt chung để cho tất cả các thành viên trong gia đình có thể giúp đỡ nhau để hoàn thành cái bữa cơm nó đầm ấm hơn. Thì ngày theo cái lối ngày xưa thì chúng ta không gian bếp thì các cụ người ta hay giấu đi, nghĩa là chỉ có những người phận đàn bà mới chung vào bếp để nấu nướng. Nhưng bây giờ không gian bếp phải không gian mở để chúng ta khoe đồ đạc và các thành viên trong gia đình giúp đỡ lẫn nhau, có thể con giúp đỡ mẹ nhặt rau mọi cái, muốn chia sẻ công việc trong gia đình để giảm bớt cái quá trình nấu nướng cho người phụ nữ các bạn nhé. Thì không gian bếp bây giờ là không gian khoe, không như ngày xưa thì cũng là không gian kín. Bây giờ chúng ta là không gian bếp và không gian mở, vì chúng ta sử dụng quầy bar rồi các cái khoe đồ đạc ở không gian bếp tạo ra cái điểm nhấn không gian nhà. Thì khách khứa đến thì chúng ta có thể bạn bè cùng nhau tổ chức một bữa tiệc, thì cùng nhau để chung tay chúng ta sẽ có một bữa tiệc nó sẽ nhanh hơn và tạo sự gắn kết các cái thành viên trong gia đình. Và ở đây thì tôi đã di chuyển ra phía ngoài để các bạn nhìn lại một lần nữa về cái kiến trúc của căn biệt thự thiết kế theo phong cách hiện đại và full ánh sáng như này để các bạn có cái góc nhìn đẹp nhất. Để cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến cuối đoạn video clip này. Các bạn cần tư vấn thiết kế hãy gọi điện cho chúng tôi theo số hotline 0386 325 566 và chúc các bạn nhiều thành công trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân.